Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà đất Nevada, chuyên review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Bữa nay Nevada sẽ gửi đến quý anh chị một căn nhà bán. Thật ra nó là một khách sạn mini anh chị, với tất cả là 14 phòng, có nhà vệ sinh riêng biệt đang kinh doanh. Thì bất động sản này là nhà bán mặt tiền và nó đem lại cho mình thu nhập mỗi tháng anh chị, gọi là bất động sản dòng tiền đó, lên đến là 60 triệu mỗi tháng luôn. Nhưng mà giá bán cho bất động sản này chỉ tương đương khoảng tầm 100 triệu trên mét vuông thôi, coi như là bán đất tặng nhà. Mua bán là chính chủ, sổ hồng riêng, không có trung gian. Số điện thoại liên hệ với chị Phượng bên trên góc phải màn hình là 0764 474 920, hoặc là anh Hoàng 0949 578757. Thì cái vị trí nó cực kỳ tốt luôn anh chị. Ở đây là Big C Pandora nè, đó, nằm trên đường Trường Chinh, nút giao với lại Cộng Hòa bên kia, ngay cây xăng đó anh chị. Thì vị trí này á, là gần chợ Sơn Kỳ nè, gần chợ Võ Thành Trang. Ngay đây là Big C Pandora rồi. Anh chị đi về Enmont Tân Phú coi như là cũng kế bên luôn ha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh chị đi vào vị trí bất động sản mặt tiền đường Huỳnh Văn Gấm nha. Rồi bây giờ từ mặt tiền đường Trường Chinh, ngay Big C Pandora, mình đi vào. Đây là cái con đường Hồ Đắc Di, bên tay trái mình là trường Thủ Khoa Huân nè anh chị. Đó, trường Thủ Khoa Huân nha. Bên phải là Big C Pandora, một siêu thị Big C khá là lớn. Ở đây thì cũng gần khu công nghiệp Tân Bình. Rồi chạy vô chút xíu à, thì bên phải mình là có Bách Hóa Xanh nè. Rồi ở đây nó có một ngôi trường cũng khá là lớn anh chị, bên tay phải mình luôn. Nhà này là gần trường, gần chợ, gần siêu thị. À, nằm bên tay phải mình, đây là coi trường Hồng Đức nha anh chị. Trường Hồng Đức. Để mình xích tới chút xíu nữa quay cái cổng trường cho anh chị xem. Đó, trường cấp 2, cấp 3 Hồng Đức. Rồi, bây giờ mình sẽ quay ngược lại nha. Đường Huỳnh Văn Gấm là nó khá gần đường Trường Chinh. Anh chị chạy vô chút xíu à, đó chỗ cái xe hơi đi ra đó anh chị. Bây giờ bắt đầu mình quẹo tay phải vô nè, đường Huỳnh Văn Gấm, lộ giới 12m. Và cái con đường này anh chị đi thẳng á, là thông ra Tân Kỳ, Tân Quý. Vị trí rất là nhiều quán xá nè, bên đây có công ty sự kiện, rồi trường mầm non luôn nha. Ở đây nó cũng gần trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm anh chị ha. Thành ra cái nhu cầu mà cho thuê phòng trọ theo tháng, đây nè, trường mầm non Tân Việt nè anh chị. Đó, nhu cầu cho thuê theo tháng, rồi nhu cầu thuê giờ cũng có luôn anh chị. Thành ra là mình vừa cho thuê tháng mà vừa cho thuê theo giờ luôn. Đó, thì thu nhập của mình khá là tốt. Rồi mình đã tới rồi anh chị ơi, khách sạn Thanh Sơn bên tay phải nha. Còn anh chị nhìn thẳng ra ngoài đó là đường Tân Kỳ, Tân Quý. Bây giờ mình sẽ xuống vị trí này quay chi tiết cho anh chị xem. Bất động sản mặt tiền mà chỉ tầm 100 triệu trên mỗi mét vuông thôi. Ngoài đó là đường Tân Kỳ, Tân Quý đó anh chị. Bây giờ mình quẹo tay phải là sẽ đi về Enmont Tân Phú ha. Quẹo tay trái là đi ra Trường Chinh. Còn ở đây là mặt tiền đường Huỳnh Văn Gấm, bề rộng đường cực kỳ là lớn luôn anh chị ha. Và đây là căn khách sạn đang cần bán đây, khách sạn Thanh Sơn, kết cấu một trệt một lửng với 3 lầu, tổng cộng nó là 15 phòng anh chị, 15 phòng. Đây quan cảnh một vòng anh chị thấy là mật độ xe cộ chạy qua lại rất là đông luôn. Đây là cái hướng mà mình mới đi vào anh chị ha, từ đầu clip anh chị nhìn thẳng ra là có thể thấy được cái ngôi trường Hồng Đức. Quẹo tay phải chút xíu là tới Big C Pandora, vị trí quá là tốt luôn. Đường thì nó nối giữa hai bên Tân Kỳ, Tân Quý với lại Hồ Đắc Di rồi, thành ra là đường thông, mật độ xe cộ rất là lớn. Và với mức giá bán chỉ tương đương từ 100 triệu trên mỗi mét vuông, coi như là bán đất tặng nhà. Mặt tiền đường nha anh chị, địa chỉ là 5A Huỳnh Văn Gấm, Tây Thạnh, quận Tân Phú. Số điện thoại liên hệ thì luôn luôn là mình để bên trên góc phải màn hình để anh chị gọi cho chị Phượng với anh Hoàng chính chủ nha. Bây giờ mình sẽ vào quay chi tiết cho anh chị tham quan căn nhà này. Đó, bề ngang 4m rưỡi, bề ngang 4m rưỡi khá là lớn ha. Chiều dài xuống là 28,2m. Bên ngoài thì mình thấy là nó có một cái khoảng sân để mình đậu xe nè, rồi có lớp cổng sắt kiên cố. Khu này thì nó cao ráo rồi, anh chị không lo về cái vấn đề là ngập nước nha. À, một khoảng sân rồi đi vô có thêm một lớp cửa nữa nên cực kỳ là an ninh luôn. Cái khoảng sân phía trước này là nó khoảng tầm 4m nha anh chị,
Rồi sau đó mình đi vào trong nhà đó, thì ở đây tầng trệt mình sẽ để được xe rất là nhiều luôn. Đó, nhà là coi như giống như là vuông vức luôn vậy đó anh chị. Đi vô tới cầu thang thì bên trái là sẽ có một cái nhà vệ sinh nè. Đó, đây là nhà vệ sinh cho cái phòng ở dưới tầng trệt á. Thì cái người ở cái phòng này á, là đi cái toilet bên ngoài này, giống như là mình ở coi nhà luôn á anh chị, để mình giữ nhà đó. Đó, thì cái phòng ở tầng trệt này là không có toilet bên trong nha. Rồi, nhà này là có sẵn cái giấy phép kinh doanh khách sạn, có hệ thống phòng cháy chữa cháy nè, có hệ thống camera. À, bên dưới đây là khu vực của bếp vô cùng là rộng lớn luôn, như anh chị thấy ha. Và phía sau nhà mình có thêm một cái khoảng sân 2 mét nữa, giống như là giếng trời phía sau đó anh chị. À, cái khoảng sân nè, rất là lớn ha, để mình giặt ủi, mình phơi đồ gì đó, thoát hiểm này nọ. À, nó không có bị ngợp á anh chị. Khoảng sân 2 mét cũng khá là lớn rồi. Nhà này sử dụng là hai nguồn nước luôn nha, nguồn nước phong tên, nước thủy cục á, với lại nước giếng luôn. Có sẵn luôn điện 3 pha, rất là tiện để mình kinh doanh. Cái phòng ở dưới này nếu mình tính vô luôn thì tổng cộng là 15 phòng anh chị. Rồi bắt đầu bây giờ mình đi lên tầng lửng nè. Tổng diện tích đất công nhận á, là 125,3 mét vuông. Đó anh chị thấy ha, khi mình đi lên tầng lửng thì trước mặt anh chị là một căn phòng, hiện tại là đang có người ở anh chị nha. Rồi bên đây là có hai phòng nữa. Như vậy tầng lửng là có tất cả 3 phòng ngủ. À, thì nó có sẵn nội thất luôn anh chị. Anh chị mua là vô kinh doanh liền luôn. À, bên trong mỗi phòng là có nhà vệ sinh. Hiện tại căn nhà cũng còn rất là mới đẹp anh chị nha. Giường, tủ, quạt, máy lạnh đầy đủ. Có hệ thống phòng cháy nè. Rồi có luôn cái đồng hồ để mình cho thuê tháng anh chị. Đó. Rất là đầy đủ luôn. Hệ thống camera, hệ thống chiếu sáng. Bàn giao lại hết cho anh chị luôn nha. Rồi sau đó mình đi lên trên tầng lửng xong rồi bắt đầu đi lên tầng 2. Thì tầng 2 với lại tầng 3 đó anh chị, là nó sẽ có 4 phòng nha. Mỗi tầng như vậy là nó có 4 phòng. Đó, thì mình quay cho anh chị xem thì mỗi phòng á, là thiết kế nó cũng tương đương nhau thôi. Đó, có giường, tủ, máy lạnh, rồi bên trong có nhà vệ sinh. Nên rất là tiện cho anh chị làm kinh doanh khách sạn theo giờ, rồi theo tháng luôn. Đó, cái phòng nào trống thì mình sẽ vào quay cho anh chị tham quan ha. Thì những cái phòng trống là mình cho thuê theo giờ, thì như vậy á, cái thu nhập nó sẽ cao hơn. Đó, dùng cái thẻ mình cắm vô là hệ thống điện bật lên. Ở bên phòng này nó có cái ghế tình yêu nữa anh chị, có tủ lạnh luôn. Đó, đây là những phòng thuê theo giờ ha. Ở đây vị trí này thì anh chị thấy là mật độ dân cư đông rồi, thành ra kinh doanh rất là ok, thu nhập lên tới hơn 60 triệu mỗi tháng luôn. Rồi bắt đầu mình đi lên trên, thì ở trên khu vực tầng 3 này thì nó cũng tương tự như tầng 2 thôi anh chị. Thiết kế của nó cũng là 4 phòng. Đó, thành ra là mình chỉ quay sơ thôi. Bên trái 2 phòng, phía sau 2 phòng. Nhà là có sân trước, sân sau, đồng hồ. Đó, hệ thống này là vòi phun nước nè anh chị. Khi mà có sự cố cháy á, là cái vòi phun nước tự động luôn. Đó, bên đây là hệ thống camera. Có sẵn giấy phép kinh doanh khách sạn ha. Và nhà vẫn còn rất là mới. Vị trí căn nhà này là quy hoạch đất ở hiện hữu chỉnh trang nha. Đất nhà ở đó anh chị. Đó, bên trên là giếng trời. Rồi, ở trên tầng này là tầng 4 thì mình sẽ có 3 phòng nữa. Vậy là tổng cộng á, là 14 phòng có nhà vệ sinh bên trong. Còn bên dưới tầng trệt đó anh chị thì cái căn phòng đó coi như là mình không có tính. Phòng đó là để cho cái người ở quản lý ha, không có tính vô. Và ngoài này là khu vực giặt ủi phơi đồ nè anh chị. Đó, sân thượng rất là lớn luôn ha. Bên trên là có máy ngói. Rồi ở đây mình thấy có hai cái máy giặt. Bắt đầu mình đi ra ngoài này thì anh chị có thể là nhìn xuống lại khu vực mặt tiền đường bên dưới ha. Ở đây mình thấy xây dựng là cao tầng đó anh chị. Đây những căn nhà xung quanh chị thấy xây dựng rất là cao tầng luôn. À, vì cái nhu cầu thuê nhà ở đây rất là lớn anh chị. Khu dân cư đông mà, gần nhiều siêu thị, gần chợ, gần trường học nữa. Nhìn ra chút xíu là mặt tiền đường tân kỳ tân quý rồi. Quá là thuận lợi luôn anh chị ha. Mà với một cái mức giá bán này thì đúng là thời điểm này anh chị nào có điều kiện là mình mua những bất động sản dòng tiền thế này, thu nhập mỗi tháng lên tới 60 triệu anh chị.
Và đây là thông tin được cấp cái địa chỉ mới của nhà mình đó anh chị. Số cũ là 74/5A Tân Kỳ Tân Quý, còn số mới bây giờ là 5A mặt tiền đường Quỳnh Văn Gấm anh chị ha. Và sổ hồng riêng của nhà có công nhận diện tích đất là 125,3m², sử dụng riêng đất ở đô thị lâu dài. Tổng diện tích sàn là 491,2, nhà này hoàn công đủ, số tầng là 4 cộng với lửng, nhà cấp 2. Vị trí của căn nhà này là đất ở hiện hữu và nhà mình không có bị lộ giới luôn. Bên phần sơ đồ thì nhà này có hướng chánh đông, kết cấu là một trệt, một lửng và 3 lầu, bề ngang là 4,5m, chiều dài là 28,2m. Phía trước có sân 4m và phía sau có một cái khoảng giếng trời tầm 2m mấy anh chị ha. Thì chia sẻ thông tin là trước dịch Covid đó anh chị, căn nhà này đã được trả 15,5 tỷ rồi. Nhưng mà hiện nay là chị Phượng với anh Hoàng cần bán gấp nên để cho anh chị một cái mức giá chỉ có 13 tỷ thôi. 13 tỷ mà diện tích đất của mình là 125,3m², tính ra là nó khoảng 100 triệu trên mỗi mét vuông anh chị. Cái giá này là bán đất tặng nhà ha. Thì cái vị trí căn nhà mặt tiền mà khách sạn tới gần 14 phòng kinh doanh được mỗi tháng như thế này á, rất là hiếm có cái mức giá này. Tại trung tâm của quận Tân Phú, kế bên là trường học, là Big C, đi về Enmon chỉ 5 phút, gần chợ Võ Thành Trang, chợ Sơn Kỳ, mình kinh doanh rất là ổn luôn. Anh chị nào cảm thấy ưng ý, liên hệ ngay 0764 474 920 và 0949 57 8757, gặp chị Phượng với anh Hoàng là chính chủ nha. Và đây là hướng từ đầu clip mình đi vào anh chị, mình quay nhìn lại một lần nữa ha. Rồi, căn nhà bán mặt tiền nè đó, một trệt một lửng 3 lầu, tất cả là 14 phòng cho thuê với lại một phòng ở anh chị nha. Thu nhập lên tới 60 triệu mỗi tháng à, và hiện tại trước nhà mình cái đường cực kỳ rộng luôn như anh chị thấy ha, quá đẹp luôn anh chị. Vị trí này ở cũng đẹp mà kinh doanh cũng ok nữa, với cái bề ngang lên tới 4,5m à, rất là thoải mái rộng rãi luôn à, tương lai thì cái đường này là nó thẳng băng luôn nè, rộng tới 12m luôn mà. Bây giờ mình chạy cái đường này xích ra có thêm tầm 30m thôi là tới mặt tiền đường Tân Kỳ Tân Quý rồi à. Bây giờ anh chị quẹo phải khoảng tầm một cây, đâu đó một cây là mình sẽ tới Enmon Tân Phú ha. Đi về Đại học Công nghiệp Thực phẩm cũng gần nữa. Còn anh chị quẹo tay trái này thì mình sẽ đi ra đường Trường Chinh nè à. Ngay đây thì kinh doanh cũng rất là sung túc, đặc biệt ở đây mà mình thấy là có món cá lóc nướng anh chị, vô những ngày cũng là đông nghẹt luôn anh chị ha. À, hệ thống giáo dục nha khoa này nọ đầy đủ. Đường Tân Kỳ Tân Quý thì quá là nổi tiếng rồi, từ khi mà siêu thị Enmon hình thành thì mọi người đi cái con đường này rất là nhiều anh chị nha. Đó, mình chạy tới xíu đây thì đây là đường Trường Chinh. Bây giờ quẹo trái á, thì lại quay về siêu thị Big C Pandora đầu clip mình đứng ha. Còn anh chị cứ đi thẳng qua bên kia luôn thì mình sẽ kết nối vào đường Cộng Hòa đó anh chị. Rồi, vị trí là quá là trung tâm rồi, mình hướng dẫn như vậy anh chị đã nắm rất rõ. Và mọi vấn đề thông tin anh chị liên hệ với chính chủ, số điện thoại bên trên góc phải màn hình. Xin cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi, nhớ nhấn like đăng ký kênh. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của Navada nha. Xin chào. Anh chị là chính chủ có nhà cần bán hoặc cho thuê, hãy truy cập website navada.vn và để lại thông tin, hoặc gửi đến số Zalo 084 79 00089 để được hỗ trợ nhanh nhất.